Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái bến sông này cả nhà. Thì ở tại nơi đây thì như cả nhà mình cũng đã biết rồi, thì hiện tại thì Lê Trung cũng đang lập một cái giao ước đối với một cái con ma da trắng. Thì nói về con ma da trắng này thì trước đây nó đã giam cầm được 29 cái vị vong linh. Thì theo tập quán, theo cái sự truyền lại của tổ tiên của cái chủng loài ma da thì phải bắt vong linh để mà họ tu luyện, để mà họ được cái hình người để họ lên bờ. Khi mà Lê Trung đến đây thông qua cái lời kể của một số bà con khu vực này thì ở đây có thường xuất hiện những cái hiện tượng lạ đó, rồi hay xuất hiện lên để mà lôi kéo những cái người đi dân câu dân lưới ở khu vực này đó cả nhà. Thì Lê Trung cũng đã đến đây và cũng đã tìm hiểu, cũng may mắn là cũng đã gặp được cái con ma da trắng, thì Lê Trung cũng đã thu phục được nó và cũng đã giáo độ được nó, thì nó cũng đã chấp nhận để mà cùng với Lê Trung tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên đó để đưa họ lên đây để cho Lê Trung giúp đỡ cho họ được ăn uống nè, rồi giúp đỡ cho họ được đi về chùa để họ tu, nhằm cái mục đích là rút ngắn cái thời gian để đi tìm kiếm các cái vị vong linh. Như cái nhà mình biết thì trước đây Lê Trung cũng đã có thu phục một cái con ma da, nó bắt là tận thứ 49 vị vong. Thì do là lúc đó Lê Trung không có lập cái giao ước để cho nó đi tìm, thì Lê Trung tự đi tìm thì nó mất thời gian rất là lâu luôn cả nhà. 49 vị vong mà nó giam cầm đó, thì Lê Trung đã tìm họ là gần nửa năm thì Lê Trung mới giúp được hết. Nó thì lần này á thì Lê Trung đã rút kinh nghiệm hơn, thì Trung đã lập một cái giao ước để cho con ma da đi tìm. Thứ nhất á là để giúp cho nó biết được cái việc làm của nó như vậy là nó đúng hay là sai, và biết được để mà tích được một cái phần phước đức thì nó phải như thế nào, và cái việc làm của nó như vậy thì nó sẽ khi mà nó muốn hồi hướng, nó quay đầu thì nó phải như thế nào như thế nào đó. Và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã tìm được 20 vị rồi cả nhà, 20 vị vong rồi, và đã đưa lên đây để cho Lê Trung cúng kiến cho họ dùng, rồi cũng đã đưa cho họ được đi về chùa để họ tu hành. Hiện tại thì còn 9 vị vong nữa, thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì 9 vị vong này sẽ được bề trên, được các ngài các ông có đủ cái thần lực để xoay chuyển cho họ, để giúp cho họ gặp được cái con ma da, để con ma da đưa họ lên đây để Lê Trung cúng kiến cho họ ăn uống, cho no lòng ấm dạ sau bao nhiêu ngày bị con ma da đã giam cầm đó, rồi vất vưởng ở trên cái cõi ta bà. Thì như cả nhà mình biết đó, ở trên cái cõi ta bà chúng ta thì rất là ít có cái việc là người dương đi cúng kiến cho vong linh dùng, vì vậy thì họ rất là khó để tìm được cái ăn. Đa phần thì họ gặp cái gì họ ăn cái đó, hoặc là ví dụ như có những người mà họ cúng kiến rồi đó thì họ cứ tranh giành nhau họ ăn, và cái thức ăn mà họ tìm được thì nó rất là ít, vì vậy thì họ rất là đói đó. Thì để giúp cho họ được no lòng ấm dạ thì họ sẽ rất là hoan hỷ, và họ sẽ chấp nhận để cho mình giúp cho họ, để cho họ được đi về chùa để họ tu đó. Thì để tiểu hồi của ma da đó, để xem là ngày hôm nay nó có đưa được vị vong nào lên hay không, thì trước tiên thì Lê Trung sẽ đặt ra một cái bàn nghi thức để cúng kiến các cái phần cơm nước, bánh trái rồi này kia mình mang theo đó cả nhà. Trước tiên là mình xin các vị thần linh ở đây có thể là gia hộ cho mình, cũng như là xoay chuyển cho cái con ma da này nó có thể là nó tìm nhanh hơn đó, để rút ngắn cái đoạn đường mà mình giúp cho các vong linh đó cả nhà. Để Lê Trung sẽ bày ra rồi khấn nguyện các vị thần linh ở đây trước, rồi xong rồi Lê Trung sẽ triệu hồi cái con ma da nó về. Hy vọng là ngày hôm nay thì cái ma da trắng này nó sẽ gặp được các cái vị vong linh còn lại đó. Cầu sao mà bề trên có thể là xoay chuyển cho nó gặp được càng nhiều càng tốt, 2-3 vong cũng được, 3-4 vong cũng được, cho nó nhanh để mà mình giúp được cho họ, tại vì họ vất vưởng trên cái cõi ta bà thì họ khổ lắm cả nhà.
con người chúng ta, mình nói đơn giản thôi, những cái người nghèo, những cái người không có công việc ổn định, hoặc là những người mang những cái tàn tật, những cái gọi như là bệnh tật, thì họ còn đi lại được, họ có thể là họ tự làm ra cái thức ăn của họ được, nhưng mà đã rất là khổ sở rồi. Đó, rất là khó rồi. Đó, nhưng mà đối với một cái vong linh á, để họ tìm được cái thức ăn, tại vì họ đâu có làm ra, tự làm ra được cái thức ăn đâu cả nhà. Họ không thể nào họ đi tạo ra được một thức ăn, họ cũng không có thể nào mà họ mua hoặc là họ nấu nướng đâu được. Đó, vì vậy thì rất là khó để cho họ là có được cái ăn. Đối với những cái vong quỷ dữ á, thì có thể là họ có tu luyện qua cái tà thuật rồi, thì họ sẽ ăn xác động vật nè, ăn những cái con vật mà họ bắt được nè. Đó, còn những cái vong linh mà những cái vong linh thì những cái vong hồn á, họ không có tu luyện tà thuật thì họ đâu có thể nào bắt được những cái thứ đó, rồi họ cũng không ăn cái thứ đó, cho nên là rất là khó, họ rất là đói cái nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đấu khát lạnh lẽo vất vưởng ở cái cõi Ta Bà này. Thì ngày hôm nay con cũng cầu xin ơn trên, cầu xin các ngài các ông có thể xoay chuyển được cho các vị vong linh mà trước đây đã bị con ma da đã giam cầm đó. Các vị vong còn lại mà hiện tại đang vất vưởng trên cái cõi Ta Bà đó, có thể cho cái con ma da trắng tìm thấy họ để đưa họ lên đây để con có thể cúng kiến cho họ dùng. Rồi sau đó con cũng xin phép các ngài các ông đưa cho họ được đi về chùa để họ tu hiền tu lành để sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp làm người. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì tiếp tục công việc thôi cả nhà, để chúng sẽ triệu hồi con ma da ra. Ma da về để mà xem là ngày hôm nay coi là nó có đưa được cái vị vong linh nào lên hay không nha cả nhà. Rồi, chào ông nha, Maya Trắng. Chào. Chào vong nha. Tôi chào ông. Dạ. Rồi ngày hôm nay tìm được cái vong nữ này ở đâu vậy Maya Trắng? Trời ơi, đi cũng xa dữ lắm á chứ. Xa lắm hả? Rồi vong linh nè, thì từ lúc mà vong trốn ra được á thì tới ngày hôm nay đó là vong có tìm được cái gì ăn không? Không, tôi không có tìm được cái gì ăn hết á. Tôi đói dữ lắm, tôi đói này lâu lắm rồi. Bây giờ tôi ước á, có được đồ ăn á là tôi mừng lắm. Là từ lúc mà vong bị giam giữ rồi tới lúc thời điểm hiện tại luôn đó là không có cái gì mà bỏ bụng luôn á hả? Trời ơi. Rồi hôm nay là vong vất vưởng ở đâu? Tôi có đi vất vưởng, tôi kiếm đồ ăn hoài luôn á, nhưng mà có đâu mà ăn. Không có luôn hả? Cho nên cứ nhịn đói luôn á. Mình có ra những cái ngã ba ngã tư đâu mình kiếm không? Có nhưng mà không có ai cúng hết á. Sao mà xui dữ vậy? Rồi thì hiện tại thì tôi biết vong cũng đang rất là đói rồi. Thôi bây giờ là tôi sẽ lui ra và tôi nhường lại cái vị trí này cho vong với lại là cái ma da trắng dùng cái thức ăn này đi. Những cái phần lễ ngày hôm nay tôi mang lại đó, dùng cho no lòng ấm dạ đi, rồi tí xíu nữa tôi vào tôi hỏi thăm vài chuyện được không? Được chứ. Rồi vậy ha, để hai vị dùng đi. Chứ vong đói quá rồi, tôi ngồi tôi nói chuyện thì sợ vong tội nghiệp, đói tội nghiệp. Thôi vậy nha, tôi lui ra. Rồi.
Ta cũng đói rồi, thôi ta cũng làm miếng lót dạ chứ. Mà nè, bà ngồi xuống bà ăn đi, bà làm gì bà sợ tôi dữ vậy? Đã tôi nói là tôi không có bắt nhốt bà nữa đâu, tôi dẫn bà về đây là có người giúp mà đòi ở mà. Vợ đó, tin chưa? Tôi tin rồi. Vậy thì ngồi xuống đây ăn chung luôn đi, chứ có gì đâu mà sợ sệt dữ vậy. Ta nay là ta cải tà quy chánh rồi, ta không có còn mà bắt nhốt nữa đâu. Với lại ta cũng nôn đi về chùa để mà ta tu, để mà ta còn thành người nữa. Ta ấp ủ cũng lâu lắm rồi, để ta gán giúp hết các dòng cho nốt còn lại đi, rồi ta được đi về đó. Nè, bà ngồi xuống đây đi, bà ăn với ta nè. Hổm rồi, tôi thoát ra được chỗ của ông á, rồi tôi cũng đi kiếm đồ ăn dữ lắm á chứ. Mà cái số tôi nó xui hay làm sao á, không có cái gì ăn luôn. Bởi vì giờ á, đói dữ lắm. Đói á, thì giờ có thấy gì không? Nè, hình như cơm nè, bánh, rồi á, còn có trái nữa. Rồi ăn lẹ đi, đói thì hốt ăn liền. Được được, để tôi ăn. Hổm gài lan thôi ăn dứt vụ, lạnh dữ lắm. Giờ á, có người tốt á, đốt nhang cho hưởng nữa. Ủa sao mà không ấm được chứ? Thấy ngon quá à, tôi chớp tôi ăn lại. Ông á, ông cũng á, ăn cái gì được á thì ông ăn lại đi. Ăn chứ sao không ăn. Ngon quá à. Biết bao lâu rồi mới được ăn một bữa mà tôi thấy đồ ăn nó nhiều gì nè. Ngon quá. Hết biết á là đồ ăn nó ngon luôn. Mà ông dí tôi á, tôi tưởng đâu là ông bắt tôi lại ông nhốt nữa chứ. Ôi, tôi sợ tôi chạy dữ lắm mà, tôi chạy không khỏi ông. Giờ á, tôi mới tin là ông á giúp đỡ rồi.
Phải rồi, bà cứ tin ta đi, ta giờ ta làm người tốt rồi, chứ đâu có làm người xấu nữa đâu, đâu có làm. Phải rồi, bà cứ tin đi, ta giờ ta làm ma gia tốt rồi, chứ đâu có xấu xa như lúc trước nữa đâu. Tôi biết ông ấy như vậy là tôi mừng lắm. Thôi kệ, bây giờ ông gán giúp những cái dòng kia luôn đi, chứ thấy họ tội lắm. Ừ, ta biết mà, thì ta cũng cố gắng đây nè, cũng gán hết sức dữ lắm đó chứ. Mà tôi thấy cái bàn lễ này quá nhiều luôn. Một mình tôi ăn dễ gì hết nổi. Thôi tôi với ông gán gán làm đại hết luôn đi. Tôi ổn rồi, tôi đói dữ lắm. Cũng giờ tôi cũng gắng tranh thủ tôi ăn lẹ mới được. Đúng là ngon quá đi mất, quá trời ngon luôn, tuyệt phẩm. Tôi ăn được một bữa ăn đầy đủ vậy, tôi cảm động, tôi quý lắm. Tại vì lâu rồi có được ăn đâu, mà hỏi sao không quý, không trân trọng chứ. Bà biết mà. Thôi, tranh thủ ăn lẹ đi để hồi ăn hết à. Ngon quá. Hôm rồi tôi cũng có kiếm trái cây, nhưng mà ăn không có được. Trái thì chua, có trái thì nó chát, có trái thì nó đắng nữa, cho nên nó ăn có được cái gì đâu. Nhịn đói không à.
tôi cũng ước dữ lắm chứ. Phải như ngày nào cũng được có ăn thì ngon biết nhiêu. Xin chào hai vị. Tôi chào. Sao rồi, ăn uống gì hai vị dùng no chưa? Nãy giờ ăn cũng no dữ lắm rồi. Rồi bây giờ thì này, nếu mà đã dùng no rồi thì tiếp tục cái hành trình đi. Thì nói chung là mình cũng đã rất là gần với cái đích đến rồi đó. Thì ráng mình cố gắng mình thành tâm thêm xíu nữa để cho các ngài nhìn thấy cái lòng thành của mình, để các ngài mà xoay chuyển cho mình gặp các vị còn lại nha. Ráng chứ sao không ráng. Rồi. Ráng cũng dữ lắm nữa chứ. Rồi rồi, vậy ông đi nghỉ ngơi xíu đi, rồi có cho khỏe khỏe đi rồi tiếp tục đi. Thôi cái giao lại có gì ráng giúp á giùm nha. Rồi rồi. Đi đây. Rồi. Rồi vậy cho tôi xin chào Vong nha. Tôi chào. Thì như Vong chắc là cũng đã nghe con ma da trắng này nó nói sơ về cái việc mà Vong đến đây để gặp tôi rồi đúng không? Đúng. Cái ông ma da đó đó, ổng cũng nói cho tôi á, là tôi mới hiểu ra. Rồi á, mới đầu á thì tôi sợ. Mà ổng nói một hồi á, làm á, tôi tin tưởng. Rồi á, ổng mới dẫn tôi đi về đây nè. Tôi cứ tưởng đâu ổng nói chơi với tôi không à. Mà về đây á, tôi thấy có thiệt như vậy luôn nè. Thôi, bởi vậy á, tôi tin rồi á. Rồi, như lúc nãy Vong nói á, là Vong đã nhịn đói, nhịn khát rất là lâu rồi. Đúng không? Đúng. Vậy thì ráng đi. Ráng hết đêm nay đi, rồi ngày mai tôi sẽ là Vong sẽ có được những cái phần ăn như thế này hàng ngày, và có nơi rất là ấm cúng để cho Vong là trú ngụ, rồi thậm chí là sẽ được các sư các thầy ta thuyết pháp giảng kinh, ta đưa đường chỉ lối, ta chỉ dẫn cho mình để cho mình tu hành, để mà mình tu tâm dưỡng tánh nè, rồi mình hành thiện tích đức để mà được đi thôi đầu thai chuyển kiếp sớm đó. Thiệt hả? Nếu mà được như vậy là tôi mừng dữ lắm. Tôi cũng cầu dữ lắm đó chứ. Thì trong cái nhóm của giống môn hồn của cô bị giam cầm đó, bị ma da giam cầm đó, thì hiện đến thời buổi hiện tại á, là luôn cô nữa là tôi đã giúp 21 vị đi về chùa tu rồi. Hiện tại thì họ cũng đang tu tập rất là tốt. Rồi cô cho tôi hỏi thêm một cái nữa đi, rồi cô tên gì đây? Tôi tên là Nương. Tên Nương, rồi cô Nương mất lúc bao nhiêu tuổi cô Nương? Tôi mất lúc 40 tuổi. Rồi cô mất cách đây lâu chưa? Cách đây được 12 năm rồi. Vậy thì không biết là cái nguyên nhân nào khiến cho cô mất, rồi cô lại, con ma da nó lại có cái cơ hội để mà nó bắt cô. Con ma da này nó bắt cái vong hồn cô hay là nó bắt cái thân xác của cô? Nó bắt cái hồn của tôi á chứ. Vậy thì nếu mà nói vậy thì Vong đã bị hãm hại trước đó. Phải, đúng rồi. Vậy thì Vong có thể kể cho tôi được biết là ai đã hãm hại Vong và hãm hại Vong vì cái mục đích gì không? Cũng tại tôi, chứ thật nhiều chuyện dẫn tới nỗi mà mất mạng, rồi bị cái ông ma da này ông bắt cái hồn nữa chứ. Vong nhiều chuyện là Vong nhiều chuyện gì mà lại là dẫn đến là cái chết của Vong như vậy? Chuyện á, tôi á, hồi đó ở gần nhà tôi á, cũng có cái gia đình đó, sống cũng đầm ấm lắm. Rồi không biết làm sao mà hai vợ chồng lục đục đi. Rồi cái người chồng á, mới là chịu không nổi cái tánh tình của bà vợ á, cái cuốn gối ra đi. Để lại vợ với lại đứa con gái đi. Rồi cái bà vợ đó đó mới nuôi nấng con bé đó đó tới lớn luôn. Rồi sau này á, mới tái giá với cái ông, không biết ổng ở đâu tới nữa. Ở với ổng cũng được mấy năm á,
rồi bà bệnh bà mất đi. Ồ. Rồi con bé đó nó ở với ông cha dượng là ở chung nhà luôn. Dạ. Lúc đó cái con bé đó là nó cũng mới bước đầu quá thôi, 16 tuổi à. Ừ. Mà nó ở với ông cha dượng biết làm sao mà tò te tú tí với cha dượng làm sao á, cái bụng nó chành anh luôn. Trời ơi, là con riêng của vợ là có bầu với ông cha dượng luôn hả? Phải. Ý trời. Đúng ơi. Vậy đó. Rồi thấy hoàn cảnh nó khổ khó khăn đó, người ta tới giúp. Ừ. Mà hai cha con che đậy hay lắm. Che đậy sao? Là những người ta tới giúp, người ta hỏi là cái bầu đó của ai. Ừ. Rồi con bé đó nó nói là nó quen được một người bạn trai. Ừ. Rồi bị cái người bạn trai đó dụ. Ừ. Mới có bầu với cái người bạn trai đó. Ừ. Mà thiệt ra là có đâu. Chứ sao? Nó nói vậy á, làm người ta tin. Rồi người ta giúp đỡ nó. Ừ. Người ta cho tiền nó. Mà không những một lần, mà tôi thấy nhiều lần lắm. Ồ. 4-5 lần lận. Tại vì á, tôi thấy á, hai cha con của cái con bé này nè. Ừ. Lừa lọc người ta. Có cái bữa đó có đâu 4 người á. Ừ. Ở đâu á, người ta mặc đồ cũng sang trọng lắm, người ta thấy hoàn cảnh đó đó. Ừ. Người ta tới giúp đỡ, rồi con bé đó nó cũng nói là y như vậy đó. Nó. Ừ. Nói là bị người ta lợi dụng, rồi nó tin lời người ta đường mặt á, rồi mới bị dính bầu vậy đó. Rồi nó rồi nó cũng kể khổ đủ thứ hết á. Nó đánh vào cái tâm lý của người ta. Ừ. Cho người ta thương, rồi người ta cho tiền. Rồi rốt cuộc cái gia đình đó là có nghèo thiệt không? Nghèo thì có nghèo, nhưng mà không lo chịu làm ăn. À. Tôi thấy nó có bầu bì vậy đó, 4-5 tháng vậy đó, mà nó đi quánh bài quánh bạc đó, với lại mấy cái ông hàng xóm nữa. Nó lạ cả ở mấy cái quán cà phê á. À. Nó có lo chịu làm ăn gì đâu. À. Rồi còn ông già của nó, ông già ông nhân ba dưỡng của nó đó, tối ngày ăn rồi cứ đi ve vãn những người mà phụ nữ mà có chồng á. Ồ. Rồi bị người ta chửi mắng lên chửi mắng xuống gì đó. Ừ. Rồi còn cái tật mê số đề nữa, bao nhiêu tiền á của người ta giúp đỡ đó, hai cha con á, người thì quánh bài, một người thì lo số đề, viết rồi cái nhà cái cửa hả như là cái chuồng heo vậy đó. Gách dưới tùm lum mà không biết sửa lại để ở, không biết lo lắng gì hết. Ừ. Tôi thấy vậy tôi mới bức xúc, tôi mới qua tôi nói với những người đó đó, nói các anh các chị đừng có tin lời của hai cha con người này, người ta không có lo làm ăn đâu, phải chi khổ á, còn bầu bì á mà lo làm cái này làm kia á, thế mà kiếm tiền đầu này kia thì không nói, còn cái này chính tôi nè, tôi biết hết trơn á, tôi ở sát bên đấy chứ đâu, là cái bầu này á là do tác giả là của ông ba dượng của nó đó, chứ đâu phải là người ta lừa lọc nó đâu. À. Hai cha con ở chung biết rồi tình thương mến thương rồi lấy nhau luôn, rồi mấy bài vẽ ra là nói của người ta, rồi mấy than khổ đồ này kia vậy đó. Ừ. Tôi nói vậy đó, rồi những người đó mới biết ra bộ mặt thật của hai cha con của con bé đó. Ừ. Rồi người ta mới nói tại sao mà đi lừa lọc như vậy, rồi người ta nói nhiều lắm,
Người ta đâu có giúp đỡ đâu, người ta đi về luôn. Ừ. Họ đi về xong rồi, hai cha con đó mới nói với tôi, bà tới số với tôi, bà coi chừng bà đó, bà phá đám. Tôi thấy vậy á, tôi sợ quá, tôi đi về nhà tôi luôn. 3 ngày sau á, cái con bé đó, nó giả bộ, nó đi qua nhà tôi á, nó nói là nó biết lỗi rồi. Cô á, cô làm ơn á, cô qua nhà con đi. Rồi á, ba dưỡng của con á, nói á, lời hay lẽ phải đối với cô. Với lại á, cô ơi, dù gì á, con á, với lại ba dưỡng con đã làm lỡ vậy rồi á, thì con xin cô á, từ giờ tới đi á, đừng có nói này nói nọ nữa. Con với ba dưỡng con khổ lắm, con với ba dưỡng con biết lỗi nhiều lắm rồi. Tôi á, tôi tưởng đâu thiệt, tôi mới nghe lời theo. Rồi chiều hôm đó đó, tôi mới đi qua đi. Rồi tôi đi qua, cái ông ba dưỡng của nó cũng á, nói ra là tỏ vẻ ăn năn vậy đó, làm tôi tưởng thiệt không à. Tôi nói thôi, dù gì á thì á, chuyện đã qua rồi, bỏ đi. Rồi tôi mới tính đứng dậy để tôi đi về đi. Nhưng mà tôi vừa đứng dậy á, ổng chụp được cái ghế đậu á, ổng tán vô đầu tôi một cái bóp vậy đó. Trời ơi, tôi đau quá, tôi té xuống đất luôn. Mà máu đậu nó ra ướt nhẹp vậy đó. Ai ơi. Rồi ổng mới nói á, mày, chuyện tốt của tao á, mà mày phá đám, mày tưởng đâu á là mày ngon lắm à. Bữa nay á, tao cho mày chết luôn chứ đừng mày phá đám. Tiền sắp vô trước mặt rồi mà còn bị mày phá nữa. Bữa nay tao trừng trị mày nè. Tôi thấy ổng dở cái ghế lên tính đập tôi nữa, tôi gian xin ổng dữ lắm. Nhưng mà ổng nói, tao không ngờ mày gan vậy, mày phá đủ thứ, mày nói này nói nọ cho người ta biết, người ta không cho tiền hai cha con tao, còn nói hai cha con tao lấy nhau nữa. Rồi lúc đó ông dở cái ghế lên, ông đập mình mấy tôi nhừ tử luôn. Rồi xong rồi lúc đó tôi hết cử động nổi rồi, tôi nằm im gu giống như chết giấc vậy đó. Không cử động luôn. Rồi cái con bé đó, nó thấy tôi vậy, nó tưởng tôi chết không à. Rồi nó mới nói, cha, bà ta chết rồi, bây giờ làm sao bây giờ. Lúc đó ông mới hoàn hồn lại, ông nói, trời ơi, bà giết người rồi, bây giờ làm sao bây giờ. Ông mới suy nghĩ một chút rồi ông mới nói, thôi bây giờ chỉ có cách mà khiêng cái xác bà ta điện xuống sông đi để phi tang, chứ nếu mà chính quyền biết được là bắt hai cha con mình á. Rồi hai cha con ông ta khiêng cái xác của tôi dục xuống sông vậy đó, tôi ngợp nước tôi chết luôn. Rồi lúc đó ở khu đó không có ai hết sao hay sao mà tại là không nhìn thấy được cái lúc mà hai cha con ổng khiêng cái xác của trong phi tang. Lúc đó thì cũng tối rồi, với lại á, nhà dân cư ở thưa thớt lắm. Tôi la dữ lắm nhưng mà họ đâu có nghe đâu. Tôi chết rồi, tôi vất vưởng lang thang theo những cái con sông không à. Rồi bao nhiêu lâu sau thì cô mới bị con ma da đó giam cầm? Tôi khoảng 1 tháng hơn á, là tôi bị cái ông ma da này nè. Ông hốt cái hồn tôi xuống dưới, ông nhốt tôi á, với lại mấy cái vong linh kia. Mà ông nhốt tôi xuống dưới á, ông có cho tôi ăn gì đâu.
Cho nên tụi tôi đói dữ lắm. Rồi trong vòng một tháng khi mà cô chưa bị con Maya nó bắt về đi giam cầm đó thì cô có đi về nhà xem là cái người hại cô ra sao không? Có chứ, tôi có về nhà. Dạ tôi biết được. Ông ta bị chính quyền bắt rồi. Giờ đã trị tội ông ta rồi. Đúng rồi. Khi mà một người làm một cái việc gì đó sai với pháp luật thì chắc chắn rằng là sẽ bị trừng trị ngay và luôn, chứ không bao giờ mà trốn khỏi được. Cho dù có trốn được thì thời gian thì nó cũng sẽ bị lôi ra trước ánh sáng thôi. Rồi thì như cô cũng đã nghe được là ở chỗ của con Maya nó nói rồi, là nói về cái vấn đề mà ngày hôm nay lên đây để dùng cơm nước bánh trái đồ xong rồi tôi sẽ đưa đi về chùa để tu rồi, đúng không? Phải phải. Tôi cũng nghe tường tận rồi. Thì nếu mà cô đã lên tới đây rồi thì chắc là cô cũng đã chấp nhận được là sẽ đi về chùa để tu chứ gì, đúng hả? Đúng đúng vậy, tôi chấp nhận tôi đi. Thì thôi đi, bây giờ là lúc mà mình còn sống á thì mình cũng đã nhìn ra được cái thói đời nó như thế nào rồi, nó cũng muốn bảo vệ cái lẽ phải, nhưng mà cũng không may là mình cũng còn khá là tin người, cho nên là mình đã bị chết một cái nó oan ức như vậy. Thì thôi mình cũng ráng đi để mình cố gắng mình tu tâm dưỡng tánh của mình, tu hiền tu lành nó, rồi mình sẽ được an lạc thôi. Chứ còn bây giờ mình không đi tu á, không về chùa để tu hành á thì rất là lâu mình mới mình không có thể nào đi đầu thai chuyển kiếp được đó. Tại vì vất vưởng trên cái cõi ta bà này càng lâu á thì càng tích tụ lại nhiều cái âm khí, nhiều cái quán khí, như vậy thì cô sẽ không bao giờ mà cô đi đầu thai được đó. Và thêm một cái nữa, khi mà cô vất vưởng trên cái cõi ta bà này thì cô thấy đó, nó rất là đói khát lạnh lẽo, ăn uống đồ này kia cũng không có, tiền cũng không có đâu đó. Vì vậy thì cái cách tốt nhất để bây giờ là cô phải đi về chùa để cô tu thì đó là một cái lựa chọn đúng đắn nhất và tốt nhất cho cô thôi ha. Tôi biết rồi, tôi cũng đã hiểu rồi. Rồi nếu mà ấy thì bây giờ hãy chắp tay lên đi rồi và niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, để tôi sẽ giúp cho cô đi về chùa để cô tu. Rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay đó thì Lê Chung quay trở lại ngay chỗ cái bến sông này để tiếp tục triệu hồi Ma Gia Trắng về để xem là nó có đưa được cái vị vong nào lên đây hay không đó. Thì cả nhà mình cũng nghe rồi, ngày hôm nay thì Lê Chung cũng đã gặp được một cái vị vong linh nữa. Thì cái vị vong này thì cũng có một cái chết nó cũng khá là oan ức, cũng vì nhìn thấu được cái sự đời, nhìn thấu được cái sự lừa dối của hai cha con hàng xóm đó, đối với những cái người những cái mạnh thường quân, những cái người mà có lá tâm từ bi muốn cứu giúp cho những cái mảnh đời khổ sở đó đó. Thì cô này mới là nói ra thật hết tất cả những cái vấn đề mà hai cha con của ông này lừa dối. Thì khi mà bị phá chén cơm, bị đập bể chén cơm như vậy thì hai cha con này mới đem ra cái lòng thù hận và tìm cách để mà giết cái cô này đó. Thực sự ra thì ở đời nó có quá nhiều chuyện để chúng ta phải suy nghĩ lại về cái cõi này, cũng vì cái chữ tham cho nên là nó gây ra rất là nhiều thứ mà mình không thể nào đoán trước được. Rồi thì cái video đến đây thì Lê Chung cũng xin phép khép lại luôn cả nhà. Thì một lần nữa Lê Chung cũng xin phép được kính chúc tất cả quý ông bà cô chú của anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Chị Lê Chung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại nhà mình ở video tiếp theo.